cầm mũi giúp anh ba đi. Ừ. Có ăn tiền mấy cái chỗ đó nè, thấy rõ không gì? Tôi thường nhân nó đang lên. Chứ ai biểu lấy nét? Không, nãy nó mở xem rộng khác. Em mới bấm chọt lại á. Sư tôi không là hồi nãy nó không. Đưa tới mày là lấy nét, lấy đồ. Cho quay nó có nét, có nét núng gì ở đây. Em cần thì nó mở thấp. Rõ không? Ý là vô trong mới thấy rõ chỗ đó không? Đeo nó như thế không? Chiêu nhìn nhẹ thôi chứ không có làm mạnh. Wow. Tùy nha. Tân Phú. Rớt mũi anh ba xuống mương á. Sao trời này nó không có gió hen? Đứng gió. Tháo trên đấy trưa giờ sông ác quá thì gió thổi. Ừ. Đứa nào ác mà kêu lên trần nó không có gió ấy. Ai kêu? Từ từ. Chơi chút nữa. Chơi chút. Chần chút một. Gần xếp rau. Đang nửa cửa. Rồi bỏ chạy nhá là thua. Bỏ chạy cái là mất giờ. Ba giờ nhì, ba được trên ba được. Lười giá, nộng nữa. Thang chút nữa. Thảo ơi là thảo mà chạy cái nè, bỏ cái clip này buồn chết á. Còn 30 giây nữa mà bỏ chạy cái là rầu quay lại. Buồn đừng nói anh nhổ trụi cái lòng không? Không có. Nghĩ sao? Xếp xong rồi à? Nãy giờ tính ra vô đâu mới lên nè. Ba giờ. Lui ra. Chốc nào mới chết.